Ngày xưa ấy, có một lần mẹ con đi theo ông với bác Đông vào rừng kiếm củi. Ông với bác Đông thì khỏe hơn nên vác bó củi to như thế này này. Còn mẹ con thì là con gái nên là yếu hơn, cho nên chỉ bê bó củi nhỏ nhỏ thế này thôi. Thế là trên đường về, mẹ con không may bị trượt chân, ngã, đau quá cho nên khóc dọc đường về đấy. Sau hôm đó, mẹ con có dám đi rừng lấy củi nữa không ông? Đi chứ. Đi rừng kiếm củi là nhiệm vụ của ông. Nhưng mà đối với mẹ con với bác Đông ấy thì không những là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, sự trải nghiệm mỗi khi hè về. À, mà thôi, để lúc nào rỗi ấy, ông sẽ kể cho cháu nghe nhiều hơn về mẹ cháu với bác Đông mỗi khi hè về nhé. Bây giờ con vào trong nhà lấy quần áo rồi đi tắm đi rồi ăn cơm nhé. Vâng ạ. Ông ơi, sáng mai ông về quê ạ? À? Ừ, ông phải về quê giúp bà hái chè. Ông xin mẹ con, cho con về quê cùng ông đi ạ. À? Ừ, nhưng mà... Kìa ông xin mẹ con, cho con về quê chơi đi. Ừ, thế được rồi. Để tối mẹ về, ông sẽ xin cho con về quê nhá. Ông phải xin thật khéo mà, để mẹ con đồng ý ông nhá. Ừ, được rồi, ông sẽ xin. Tôi xuống tắm đi, có mẹ về mẹ bắn cho đấy. Vâng ạ. Ừ, đi đi. Bố ạ. Bố ơi, con mua ít sâm và yến, bố mang về quê á, biếu mọi người giúp con nhé. Ừ, để bố xin. Mà bố ơi, cháu Nghĩa đâu rồi ạ? Buổi chiều ấy, bố thấy cháu học bài không ạ? Học xong rồi, học xong hai ông cháu ra cho cá ăn. Dạ. Ông kể chuyện con ngày bé ở quê như thế nào, cụ cậu thích lắm. Bây giờ đang tắm trong kia kìa. Thế con xin phép bố ạ. Ừ. Nghĩa ơi, tắm nhanh ra ăn cơm rồi còn học bài con nhá. Sao lại nghỉ hè lại con học nhỉ? Ông ơi. Ơi, mẹ con về rồi, ông xin cho con chưa ạ? Ừ, ông chưa kịp xin con ạ. À, thế ông xin đi ạ. À, được rồi, để lát nữa rồi ông xin nhá. Con yêu ông nhất. Ông cũng yêu thằng cu của ông nhất. Con xếp quần áo của con vào ba lô của ông nhá. Ừ, nhất trí luôn. Đây là bộ để đi tắm suối. Đây là bộ để đi hái chè. Còn đây đi chơi với ông. Đủ chơi nhỉ? Nếu mưa thì sao? Thôi, mang thêm một bộ nữa. Thế là mình sắp được về quê rồi. Ờ, Hằng này. Dạ. Bố tính là đợt này về, bố cho cháu Nghĩa về quê cùng với bố vài hôm. Ôi, cháu không phải đi học bố ạ. Cháu đang nghỉ hè mà. Nghỉ hè nhưng mà cháu phải đi học thêm chứ bố. Trẻ con bây giờ lạ thật. Sau một năm học tập vất vả, nghỉ hè là chúng nó phải được vui chơi, phải được giải trí. Đằng này cứ phải học thêm này nọ là sao hả con? Làm sao mà giống nhau được hả bố? Bây giờ bố nghĩ mà xem, bọn trẻ con nó đi học nhá, nó vừa ôn lại kiến thức cũ, nó vừa học thêm kiến thức mới. Chiều nay con vừa đăng ký cho cháu hai khóa học. Khóa đầu tiên ấy, con cho cháu học kỹ năng sống. 10 tuổi rồi mà cứ ngây ngây ngô ngô, chả biết cái gì. Khóa thứ hai ấy, con cho đi học võ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ được bản thân. Thế thì học kín cả tuần à? Trẻ con thành phố bây giờ nó thế mà bố. Nghĩa ơi, tao rửa chân tay đi con ăn cơm con nhá. Tối kịp đi học, tối có lớp võ đây. Hoài, cháu ông, sao lại ngồi đây? Đến giờ ăn cơm rồi. Mẹ không cho con về quê chơi phải không ông? À, ừ, bởi vì con còn phải học thêm. Lại học? Không được như thế chứ. À, ông bảo này, rồi ông sẽ bảo với mẹ thu xếp thời gian, rồi cả mẹ, cả bố sẽ đưa con về quê chơi với ông xong. Còn bây giờ, đến giờ rồi, xuống ăn cơm. Rồi còn đi học võ. Con không thích học võ. Con xếp quần áo của con vào ba lô của ông rồi. Nghỉ hè này con ước được về quê chơi. Thì được rồi, để rồi ông sẽ nói chuyện với mẹ, xin cho con nhé. Bố. Ừ. Sao khuya rồi bố không đi ngủ đi?
Mai lên xe về quê là mệt đấy ạ. Bố không ngủ được. Con này. Dạ. Hay là con thử gọi điện xin phép thầy cô giáo cho thằng Cú Nghĩa về quê chơi với bố khoảng một tuần. Không được bố ạ. Nghỉ một ngày thôi đã là cả một vấn đề rồi. Đây là một tuần làm sao mà được. Cháu nó hổng kiến thức thì chết con. Ừ. Thì con cứ gọi điện hỏi thử xem sao. Không được đâu bố ạ. Thôi bố đừng cố thuyết phục con làm gì. Con không. Mẹ ơi, mẹ đang ngủ chưa ạ? Mẹ chưa. Mẹ mở cửa cho con có chuyện muốn nói. Con vào đi. Mẹ ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói. Con trai mẹ có việc gì nào? Con đã xếp hết sách vở vào ba lô rồi, xin mẹ sáng mai cho con về quê chơi cùng ông. Con hứa về quê chơi, nhưng buổi tối con sẽ làm bài đầy đủ ạ. Anh Liên Nghĩa ơi, chậm thế. Anh Liên nào. Ủa hay, quần áo của con ở hết trong ba lô của ông rồi, còn mang túi gì đây? Đây là sách vở con mang về quê ạ. À. Vẫn phải mang theo sách vở à? Vâng ạ. Ông ơi, về quê con thích được lên đồi hái chè, ông dạy con hái chè nhá. Được rồi, ông sẽ dạy. Con còn thích tắm suối, cưỡi trâu và chặt củi nữa. Về quê nhá, ông sẽ dắt con lên đồi hái sim này, rồi đổ dế này, rồi ra suối câu cá, đồng ý không? Có ạ. Hai ông cháu có gì mà vui thế? Đây là bí mật của ông cháu tôi. Bố quên cái này này. Ôi trời, này. Đợi bố vào. Đưa cho mẹ. Đây là sách vở của con hả? Mẹ đã xin cô giáo cho con nghỉ học. Con cứ về quê chơi với ông bà thoải mái, không phải học thêm nữa. Sang tuần bố xong việc, bố mẹ sẽ về quê đón con, được không? Vâng ạ, con yêu mẹ nhất. Con được rồi, nào, ông cháu mình, lên đường. Con chào mẹ. Bye bye, về quê chơi.